Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay ngày 19 tháng 4, xin lỗi các bác, 19 tháng 5 năm 2022. Cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em lại có cái bảng giá sắt thép và vật liệu xây dựng mới nhất để phục vụ quý vị và các bác tham khảo cái bảng giá trong ngày hôm nay. Xem là giá sắt thép xây dựng Hòa Phát trong ngày hôm nay nó còn xuống hay không nhé. Thì cũng như ngày hôm qua đấy, thì em cũng đã chia sẻ rồi, thì xin chúc mừng các bác là cái giá sắt thép nó lại xuống được tiếp 300 đồng 1kg đối với lại sắt cây và 400 đồng 1kg đối với lại sắt cuộn. Thì có bác nào mà chưa nắm được thông tin thì các bác chịu khó xem và theo dõi video của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em. Và các bác nhớ là phải ấn nút chuông thông báo, thì sẽ có cái đăng ký kênh và ấn nút chuông thông báo, thì sẽ khi nào có video mới nhất, giá cả lên hay xuống mới nhất thì em sẽ báo ngay cho các bác trong ngày. Vì thực tế là cứ 8 giờ sáng hàng ngày thì cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em lại có cái bảng giá mới nhất từ bên nhà phân phối gửi về. Nó sắt thép nó lên thì em sẽ làm video báo lên, mà nó xuống thì em sẽ làm video báo xuống để báo cáo với các bác ngay. Và những ngày không lên không xuống thì em cũng sẽ báo giá cho các bác để các bác nắm được giá trong ngày là bao nhiêu. Do vậy rất mong các bác là theo dõi cái video về cái giá cả vật liệu xây dựng và sắt thép xây dựng của cửa hàng nhà em nó thường xuyên hơn. Thì xin chúc mừng, lúc nãy em cũng đã nói rồi đấy, xin chúc mừng các bác một lần nữa là sắt thép nó mới xuống được 300 đồng 1kg và 400 đồng 1kg đối với lại sắt cuộn, còn 300 đồng 1kg đối với lại sắt cây. Thì cái bảng giá sau khi đã xuống giá và trừ đi cái mức xuống giá là còn sắt cây và sắt cuộn còn đang giữ ở mức bao nhiêu thì mời các bác đi xem và theo dõi nhé. Cái phi 6 trơn trong ngày hôm nay thì có giá là 19.300 đồng 1kg, giảm được 400 đồng 1kg, là từ 19.700 xuống còn 19.300. Và phi 8 gai thì có giá là 19.350 đồng 1kg, cũng giảm được 400 đồng 1kg đối với lại sắt cuộn. Và sắt phi 16,2kg hàng dân dụng có giá là 122.000. Cái phi 10 này thì chia sẻ với các bác là giữa giá cũ và giá mới là giảm được 2.000 đồng một cây nhé. Và phi 17,2kg hàng công trình có giá là 142.000. Thì cũng từ 144 xuống còn 142 này, cũng giảm được 2.000 đồng một cây. Cái phi 12 9 cân 9 hàng CB3 có giá là 194.000. Phi 14 13,55kg có giá là 264.000. Phi 16 17,2kg có giá là 337.000. Phi 18 22,45kg hàng CP3 có giá là 438.000. Phi 20 27,7kg hàng CP3 có giá là 542.000. Phi 22 33,5kg hàng CP3 có giá là 654.000. Phi 25 45kg hàng CP3 có giá là 853.000. Như vậy là cái bảng giá sắt thép trong ngày hôm nay, cái mức giảm giá mới nhất là vào 400 đồng 1kg đối với lại sắt cuộn và 300 đồng 1kg đối với sắt cây. Thì một số bác là vẫn chưa tin là cái nguồn tin có đấy, ông bà nhá, tin tưởng hay không và có xuống thật hay không. Thì chia sẻ với các bác với một cái thông tin, đó là cái nhà em là cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng, bán cửa hàng bán lẻ. Do vậy là khi cái giá cả từ bên nhà phân phối, từ nhà máy người ta điều chỉnh giá thì người ta sẽ báo cho nhà phân phối, và nhà phân phối người ta lại báo lại cho cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em. Thì em sẽ lắm bắt được cái giá cả nó lên xuống trước các bác.
Sao vậy, khi nào mà em giá nó, em nắm được cái giá nó chuẩn bị lên xuống thì em sẽ báo cho các bác đặt hàng. Nhiều đồ của biết đâu rồi, tiền đây. Nó hơn giá nó hợp lý nhá. Còn sau đây em xin được so sánh giữa cái bảng giá cũ và bảng giá mới thì các bác tham khảo qua một chút. Cái giá cũ của phi 16 là 19.700, bây giờ giảm được 400 là còn 19.300. Và phi 16,2 kg hàng dân dụng thì đang còn từ 124 xuống còn 122, cũng giảm được 2.000 đồng một cây. Và cái phi 12 hàng 9 cân 9 này thì từ 197 xuống còn 194, giảm được 3.000. Như cái thằng phi 12 thì từ 197 xuống 194 giảm được 3.000. Phi 14 thì từ 269 xuống còn 264 giảm được 5.000. Phi 16 thì từ 342 xuống còn 337 là giảm được cũng 5.000 đồng một cây. Phi 18 thì từ 445 xuống còn 438 là giảm được 7.000 đồng một cây. Phi 20 27,7 kg thì từ 549 không có 542 giảm được 7.000 đồng một cây. Phi 22 thì từ 664 xuống con 5654 thì giảm được 10.000 đồng một cây. Phi 25 thì từ 866 xuống còn 853, giảm được 13.000 đồng một cây. Như vậy là cái bảng giá trong ngày hôm nay về sắt thép xây dựng Hòa Phát thì xin chúc mừng các bác là mới xuống được 400 đồng 1 kg đối với sắt cây và 300 đồng 1 kg đối với 400 đồng 1 kg đối với sắt cuộn và 300 đồng 1 kg đối với sắt cây. Hôm nay xem xin được kết thúc video tại đây. Chào các bác một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thành công nhé.